100% bà con ở đây là thuộc là đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều. Dạ. Và 100% học sinh của trường thì thuộc con em của đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều. À. Có hoàn cảnh thì đặc biệt khó khăn. Dạ dạ. Nhiều dạ. Em đến trường thì có 4 cái không. 4 không. 4 cái không. Không thứ nhất. Không thứ nhất là. Hello, con chào khán giả đi. Thế đây con nhìn lên ống kính, con nhìn lên ống kính nha. Nhìn lên ống kính. Con chào mọi người đi. Chào. Hôm nay con đi đâu đấy? Con đi giúp người nghèo. Con đi giúp người nghèo á. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì bố con Khánh đang có mặt ở một cái nơi rất là xa quý vị ạ. Đó là bản. Đây cho bố mượn đi. Cho bố mượn để bố giao lưu với cô chú đã. Đây hôm nay là gia đình Khánh. Đây quý vị, hai con nhỏ vợ đang thay mặt cho các nhà hảo tâm đến với một cái bản làng rất là xa, rất là cao của xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Để tới đây trao tặng những cái chiếc áo ấm rất là tuyệt vời mà được một nhà hảo tâm rất là đặc biệt đầu tiên chuyển tiền về cho Khánh để tặng cho các cháu nhỏ, đó là chị Nguyễn Thị Quyên. Đấy, hôm nay quý vị ạ, hôm nay thì hai con nhỏ của Khánh ấy rất là thích đi tặng quà cho các bạn. Hôm nay con có thích đi tặng quà cho các bạn lắm đúng không? Chào. Thế con nhìn lên ống kính, con chào các cô chú đi. Chào các chú. Các ông các bà. Các ông các bà. Hôm nay con lên tặng quà cho các bạn, con mua gì đi nhỉ? Áo ấm cái gì nữa? Gì nữa? Bánh kẹo. À bánh kẹo à, giỏi quá. Chú chào tất cả các cháu nhé. Chú chào chào bà. Giỏi quá, giỏi quá. Chú chào tất cả các cháu. Chúc các cháu luôn luôn thật mạnh khỏe, học giỏi, luôn vâng lời thầy cô và bố mẹ nhé. Hôm nay chú giới thiệu với tất cả các cháu là chú tên là Hà Huy Khánh. Chú đại diện cho một cô là một nhà hảo tâm người Việt Nam chúng ta, nhưng hiện tại thì đang sinh sống ở bên nước ngoài, đó là bên Đức ấy. Cô thấy rằng là cuộc sống của các cháu ở trên vùng cao biên giới này rất là thiếu thốn, và đặc biệt đó là về mùa đông sắp tới đây sẽ rất là thiếu thốn áo quần mặc, đặc biệt là áo ấm. Cho nên là ngày hôm nay thì cô Nguyễn Thị Quyên có gửi về cho chú Khánh để tặng cho tất cả các cháu, mỗi một cháu là một chiếc áo rất đẹp mùa đông, để cho chúng ta mặc để được ấm áp hơn. Chúng ta có thích không ạ? Thích. Thích hay là rất thích? Nếu mà chúng ta rất thích thì chúng ta dành một tràng tay thật lớn nào, vỗ tay thật to nào. Đó, tuyệt vời quá. Nào, chúng ta rất thích, vỗ tay to rồi. Nhưng bây giờ chú Khánh hỏi nhá, nếu mà chúng ta rất thích áo ấm, chúng ta giơ tay lên nào. Ai thích được tặng áo ấm nào? Rồi, tay nữa, giơ tay nữa nào. Rồi, giơ cả hai tay luôn nào. Rồi chúng ta vỗ tay thật lớn nào. Rồi con gái của chú Khánh hôm nay cùng đi với chú Khánh lên đây để tặng quà cho tất cả các cháu nhé. Đấy thì hai em ở đây, hai em Sunny và Mochi là có quà để tặng cho tất cả các anh các chị nữa. Đó, hôm nay hai em Sunny và Mochi đấy là mua sữa lên để tặng cho các cháu. Các cháu có thích uống sữa không? Có. Dạ, em nhờ anh Kiên với là em Phường nữa là bưng sữa xuống là mình tặng quà, tặng sữa cho các cháu hả? Đây, đây, đây là sữa của em Sunny và em Mochi này. Đó, hai em tặng cho các anh các chị này hả? Đây mình, con đưa sữa xuống tặng cho các anh chị nhé. Đây, 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 úi dồi, nặng quá, đây con xuống tặng cho mỗi em là 2 hộp nhé. À, mỗi anh chị, đi con xuống tặng đấy. Đây. Một hộp thôi. Một cháu 2 hộp đấy, đủ đấy. Một cháu 2 hộp. Đây, đây là quà của em. Em đi theo hàng đi. Đấy. Mỗi cháu sẽ, em Mochi, em Sunny sẽ tặng cho mỗi một anh chị là 2 hộp sữa nhá. Rồi, con giữ hai tay chứ. Cảm ơn nhá. Đấy.
Rồi, con đi đi, cả mẹ nè, mẹ bưng xuống đi, cho em đi tặng. Con đi tặng cho các anh các chị đi. Con đi tặng. Thế thôi, thế hôm nay ở nhà nhé, hôm nay. Nè. Đâu con? Con mẹ đưa cho con. Đây. Con đi thật này. Con đi xuống tăng đi. Đây con. Đây. Các bạn ngồi ngoan đó thì các cô sẽ phụ với chú Khánh sẽ tặng quà cho các cháu nhá. Này con. Con đi xuống tăng đi. Mua chi? Rồi, con đi. Rồi. Một thùng Rồi con đi xuống tầng đi. Sunny đi xuống tầng đi con. Đây, Sunny đi xuống tầng con. Ai chưa có. Con đi thẳng đi. Chưa chưa. Đủ chưa? Rồi. Đi lên đây. Con tí nữa đi sang tặng cho các em mầm non nào. Sunny, Mochi. Rồi, con để đó tí nữa tặng cho các em mầm non. Các cháu uống sữa ngon không? Ngon á. Rồi ngồi tại chỗ nhá, ngồi tại chỗ mở sữa uống nhá. Uống xong rồi chúng ta sẽ được tặng áo nhá. Rồi, ngoan quá. Giới thiệu với quý vị, đây là thầy Ninh, là hiệu trưởng của trường tiểu học số 2 Kim Thủy. Thì em chia sẻ với thầy Ninh là lúc nãy thì có chút sữa tặng cho các cháu cho nó vui. Dạ, thì hai đứa nhỏ con của em đi lên nó tặng. Thế còn đây này, đây là cái áo ấm nhá. Áo ấm ở đây là sẽ một chút nữa thì chúng ta sẽ tặng cho tất cả các cháu, là 134 em học sinh đúng không? Trường tiểu học. Có một số em là ở điểm bản khác thì không có mặt ở đây. Vâng. Phải không thầy? Vâng. Thế còn hiện tại ở đây là bao nhiêu nhỉ? Hiện tại đấy là 112 cháu. À đây là 112 cháu ha. Ở điểm này 112 cháu. Dạ dạ. Thì cái áo mà đây. Đấy, cái áo này là được một nhà hảo tâm ở bên Đức. Vâng. Dạ, đó là chị Nguyễn Thị Quyên. Dạ, dạ vâng, chị là người ở miền Bắc. Vâng. Nhưng mà có bố ngày xưa là đi chiến trường ở miền Trung. Dạ. Dạ, và không may là hy sinh ở miền Trung. Vâng. Cho nên là bây giờ chị rất là hướng về đồng bào miền Trung rất là nhiều. Rất là thương bà con nghèo khổ và đặc biệt là các cháu nhỏ. Vâng. Và biết rằng là các em nhỏ trên đây về mùa đông rất là lành và rất là thiếu thốn. Vâng. Cho nên là chị là nhờ em Khánh là mang những chiếc áo ấm này lên để tặng cho tất cả các em. Vâng. Dạ dạ. Thầy thấy là có đẹp không? Vâng, rất là đẹp. Dạ dạ. Một lần nữa thì thay mặt cho là cả thầy cô giáo. Thầy đứng lùi ra sau đi. Dạ dạ. Thay mặt cho bà con ở trên ba bản biên giới của bản Trung Đoàn, bản Làng Ho và bản Mỹ Cát. 100% bà con ở đây là thuộc là đồng bào dân tộc Bờ Rú Vân Kiều. Dạ. Và 100% học sinh của trường thì thuộc con em của đồng bào dân tộc Bờ Rú Vân Kiều. Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dạ dạ. Nhiều em đến trường thì có một cái không. Bốn cái không. Không thứ nhất. Không thứ nhất là có nhiều em là nhìn đói không ăn. Ôi dồi ôi. Không ăn vì là nhà đình quá nghèo. Dạ. Thì không ăn đến trường. Dạ. Thì một có những bữa thì thầy các thầy cô giáo thì ăn nồi trụ ở đây thì bởi đưa cơm lên cho các cháu ăn. Cái thứ hai thì về mùa đông này thì không nào ấm. Ôi dồi. Đó là hai không rồi. Dạ. Cái không thứ ba là không phương tiện. Có những em đi bộ. Đi bộ rất là xa. Buổi sáng đến trường về 6 đến 7 km. Rất là xa. Dạ. Và cái không thứ tư thì các em là đến trường là có những em là không mũ, không dép, rồi là không sạch vở. Áo quần ở để sạch vở thì bỏ ở trường. Dạ dạ dạ. Em không cầm về được. Nhiều em đến trường thì không mũ, không dép. Dạ dạ. Là không áo mưa, đồi trần đồi đất để ra đi. Vâng vâng. Còn rất là bộ người không. Dạ. Đến trong cái thời gian vừa rồi thì
cũng rất là vất vả. Dạ dạ dạ. Các thầy cô giáo cũng kêu gọi rất là nhiều đoàn. Dạ dạ. Rồi cũng có các người mình thương quân cũng luôn đồng hành cho nên cũng hỗ trợ một phần nào đó. Dạ dạ. Các cháu cũng đỡ khó khăn, cũng bớt ít khó khăn. Vâng vâng. Nhân dịp đây thì thay mặt cho nhà trường cảm ơn anh Khánh và các cái trong đoàn, đặc biệt là các mình thương quân đã hỗ trợ cho các cháu những cái bộ áo quần rất là đẹp. Dạ dạ. Và đây là một món quà tinh thần rất là lớn dạ, đối dạ. với nhà trường và các cháu. Dạ dạ. Thay mặt nhà trường. Dạ dạ. Vâng vâng. Dạ dạ. Anh chị rất là nhiệt. Dạ dạ. Nghe thầy Ninh nói mà cảm động vô cùng quý vị ạ. Các cháu đi học ở trên đây ấy, là đến 4 cái không luôn. Mà cái không nguy hiểm nhất ở đây mà thầy chia sẻ mà Khánh cảm thấy rất là rất là thương. Đó là không ăn. Thậm chí lên đây là các thầy thương quá và nấu cơm ở trong khu nội trú rồi bới lên để cho các cháu ăn. Tội nghiệp thế đấy quý vị. Không áo ấm về mùa đông, không dép không mũ đến trường. Đấy, bây giờ nhìn đây thì có nhưng mà cũng rất nhiều em là không dép không mũ, không phương tiện. Khổ thế. Chúng em rất là thương các em nhỏ trên này nhưng mà không biết làm sao cả. Thì cũng chỉ biết rằng làm cái cầu nối và có chút quà của nhà hảo tâm. Hy vọng rằng là với những chiếc áo ấm này sẽ giúp cho các em bớt cái sự lạnh giá về mùa đông. Thầy ạ, nhé. Dạ dạ. Dạ dạ. Vâng vâng. Dạ dạ. Thì hôm nay tất cả các em ở trường tiểu học số 2 của chúng ta ở đây sẽ mỗi cháu sẽ được tặng một cái áo ấm thầy nhé. Riêng có hai lớp ở cái bản mà cách đây hơi xa một chút không có mặt ở đây được thì một chút nữa chúng em sẽ gửi lại rồi nhờ thầy hôm nào đó nhờ thầy cô đi giày ở trên kia thì công tác ở trên kia thì mang đến giúp chúng em nhé. Dạ dạ dạ. Đó. Thì bây giờ em nhờ các thầy đây ta sẽ phù với em một chút trong cái lớp 4 lớp trong 5 lớp là 1, 2, 3, 4, 5 đấy thì có các cái size áo ở đây. Có các size áo ở đây thì chúng ta sẽ lấy ra chúng ta có phân lớp ra đây không? Một lớp 2 hàng đây rồi đúng không? Dạ. Đặc thù là các em mầm non ở trên này các em tiểu học ở trên này nhưng mà rất là nhỏ. Quý vị chúng ta nhìn bên này này, nó giống như là mầm non luôn. Cho nên là có thể là cái đội ngũ bên này đấy, tí nữa chúng ta sẽ lấy cái áo mầm non. Đây mà học lớp 1 quý vị này, còn con của Khánh là mới chỉ là 4 tuổi thôi. Đang học mầm non mà bây giờ nó thấp hơn. Đấy, trẻ em trên này nhỏ quá. Bây giờ cô đếm xem là có bao nhiêu cháu mầm nhỏ đây, say 5 vừa. Đây, quý vị ơi. Quý vị này. Đâu, cháu lên đây. Đây, học sinh lớp 1 đấy. Học sinh lớp 1 mà bây giờ phải mặc áo mầm non mới vừa được. Đó. Mà ta tặng ấy là ta phải tặng cái áo mặc cho nó vừa, cho nó rộng quá thì thành ra rất là xấu. Đấy, chúng ta nhìn thấy đấy. Chúng ta nhìn thấy là các cháu ở trên này nhỏ như thế đấy. Đấy. Lớp 1 mà nhỏ hơn cả mầm non nữa. Mày em lớp 1 đứng đây. Lớp 1 đứng đây. Rồi. Con gái lấy áo lại tặng các bạn đấy. Nào. Đúng rồi. Mấy cháu nhỏ đây mình tặng xây năm hết đi. Dạ dạ. Lớp 1 cho xây năm hết đi. Em nào nhỏ bắt đó. Anh kia đây lớp 1 bên này cho xây năm hết đi. Đây như đang nghe vừa thoải mái. Dạ dạ. Đây. Rồi cho các cháu ngồi đó đi mình bắt em nhỏ. À. Nhỏ đó đấy. Đây. Em sao nữa? Vừa luôn đẹp không? Đây, cả em mặc cô. Em ơi, cô ơi lại phù với em đi xuống, em đi xuống. Ngọc Ánh được kéo bên vô. Đứa con bé đi cao cao này. Không cao thì cho số khác. Cao đi cái số 8 này. Đây. Năm vừa hết hết à? À, rồi đây. Đây cháu. Rồi các cháu mang luôn nhá. Các cháu mang luôn cho đẹp nhá.
Các cháu ơi, các cháu thấy áo có đẹp không? Đẹp hay là rất đẹp ạ? À? Rất đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng thanh là cảm ơn cô Quyên nhé. Chúng ta sẽ cùng đồng thanh cảm ơn cô Quyên, người đã tặng áo cho tất cả các cháu nhé. Cô Quyên. Rồi, bây giờ khi nào chú Khánh đếm 1, 2, 3 thì chúng ta cùng hô to là cảm ơn cô Quyên à nhé. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ làm nháp tí này. Chúng ta làm nháp đi, nháp đâu? Rồi, 1, 2, 3. Cảm ơn cô Quyên à. Rồi, quá, phải nói là chúng cháu. Phải nói là chúng cháu cảm ơn cô Quyên à nha. Nhìn lên ống kính này, nào. Các cháu ơi, chúng ta cùng hô to cảm ơn cô Quyên nào. Chúng cháu cảm ơn cô Quyên à. Rồi, tuyệt vời lắm. Cảm ơn chị Quyên rất là nhiều. Nào, chúng ta dành tặng chị Quyên, cô Quyên một tràng tay thật lớn nữa đi. Đây đây. Từ lúc nãy giờ thì quý vị chúng ta nhìn thấy những cái niềm vui rất là hân hoan của tất cả các em học sinh ở đây. Chúng ta mới thấy được rằng là các cháu trân quý cái tình cảm, cái món quà mà của cô Quyên, cũng như là những sự chia sẻ của quý vị, nó vui mừng đến nhường nào rồi, đúng không anh Ninh ạ? Vâng, vâng, vâng. Dạ, dạ. Vâng, đúng đấy. Và đến đây thì ngày hôm nay cũng có một số em học sinh đang còn vắng, không có mặt, cùng với như lúc nãy Khánh nói rằng là có 20 mấy em học sinh ở điểm bản khác đấy. Vâng. Thì không có mặt ở đây và chúng em cũng không đến được, thì em nhờ thầy Ninh nhận lại cho em là 30 áo như lúc nãy thầy báo số lượng đang còn thiếu đấy. Dạ, thì em xin gửi lại đây cho nhà trường. Vâng. Dạ, nhờ thầy với các thầy cô ở đây là thay mặt cho em Khánh và chị Quyên. Vâng. Gửi tặng cho các em thầy nhé. Vâng ạ. Dạ dạ, ok. Dạ, vâng, dạ. Vâng, chúc lần cảm ơn tình cảm trân quý của anh Khánh và là chị Quyên. Dạ dạ. Và rất là hy vọng là nếu có điều kiện thì rất mong là anh Khánh và chị Quyên tiếp tục quay về để giúp cho các cháu. Dạ dạ, vâng vâng. Dạ. Em cũng dạ dạ cũng thay lời cho chị Quyên cùng với các nhà hảo tâm kính chúc tất cả các thầy cô ở đây luôn được mạnh khỏe, được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống anh nhé. Chúc cho các em thì cũng luôn luôn được là mạnh khỏe, dạ, chăm ngoan học giỏi. Vâng, vâng, dạ dạ, vâng vâng, dạ dạ, rồi rồi, dạ, vâng vâng. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Một lần nữa cảm ơn chị Quyên rất nhiều, cảm ơn quý vị khán giả, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh để chia sẻ yêu thương, giúp đỡ cho những trẻ em nghèo vùng cao biên giới quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye bye.